Các bạn chào quý bà con, thì nay mình ra mình xem coi mấy cái trứng ốc mình nó nở như thế nào các bạn ơi. Dở ra mình coi xem. Đây nè các bạn, thì mấy video trước mình nói cái cách mà ấp trứng ốc mà nó nở gần như 100% nha các bạn, thì hôm nay mình quay cho các bạn xem nha. Đó các bạn nhìn thấy không, mấy cái ổ trứng ốc nè, nó hầu như nó nở gần hết luôn nha các bạn. Đó, nó nở sạch luôn nè, gần như 100%, mà còn mấy cái còn đây còn mấy trứng nữa là chuẩn bị nở hết luôn nha các bạn. Đó thì nói chung là nó nở gần như 100% luôn nha các bạn. Thì nếu mà các bạn để ngoài tự nhiên thì nó nở rất là thấp, không có nở nhiều đâu nha các bạn. Các bạn ấp như cái cách mình chỉ với các bạn á, mình chia sẻ các bạn thì nó nở hầu như gần như 100%. Còn đây là nguyên cái ổ này nè, là nó sẽ nở hết luôn nha các bạn. Đó các bạn nhìn thấy không, mình để mình zoom lên cho các bạn xem con ốc con nó nằm đang nằm ở trong cái trứng nha các bạn. Để mình zoom lên cho các bạn xem. Đó. Nó đang nằm trong cái trứng. Đó các bạn nhìn thấy không? Nó vàng vàng nằm ở trong là con ốc đó nha các bạn. Các bạn nhìn kỹ thì nó cũng đang nhúc nhích ở trong á. Đó. Thì cái ổ trứng này là các bạn thấy là nó nở hầu như là gần như 100% hết luôn nha các bạn. Đó, các bạn thấy là nứt kìa không? Đó là con ốc trong đang trong trứng đó các bạn. Các bạn có mấy trứng nè, như chẳng hạn như trứng này nè. Giờ nó trong thấu vào thấy con ốc con luôn nha các bạn. Đó mình quay sát cho các bạn xem nè. Đó cái ổ này thì như gần như là 100% nó nở hết. Thì ốc cái ổ trứng ốc gần nở á, các bạn lấy tay các bạn đè đè lên đây nè, là nó cái ổ trứng nó rung rung nha các bạn đó. Thấy không? Nó rung. Quay sát cho các bạn xem con ốc ốc đây, có ốc con nó ở trong nè. Đó các bạn. Ốc nó đang nằm trong nó vàng vàng đó các bạn thấy không? Thì cái ổ ốc này nó ở gần như 100%. Thì cái ổ bên đây cũng vậy. Cái ổ bên đây thì nó đã nở hết rồi. Đó, nó nở hết, nó di chuyển xuống nước rồi. Này, số con nằm trên nó bám vào cái miếng mót này nè. Đó. Ở đây mấy cái tay bèo này nè các bạn. Đó, nó con nó bám vào cái tay bèo nè. Rất là nhiều luôn nha các bạn. Ở đây nữa nè. Mấy cái lá ủ ủ này nè, nó khi mà nó di chuyển xuống nước là nó sẽ ăn mấy cái lá này nha các bạn. Đây nè. Rất là nhiều hết các bạn. Còn ở nó đang nằm ở dưới cái đáy của hùng xốp này rất là nhiều luôn nè. Đó. Ở trong đó nữa đó. Rất là nhiều luôn các bạn, đây là con ốc con nó đang di chuyển rồi nè. Thì cái vấn đề mà hôm nay mình quay mình chia sẻ cho các bạn á, là khi mà con ốc con này nó nở ra thì các bạn cho nó ăn cái gì mau lớn ngoài cái bèo cám này nè. Đó, bèo cám này nè. Đó, khi mà nó nở ra nó di chuyển xuống nước thì nó sẽ bám vào bèo cám này và mấy cái lá này thì nó ăn nha các bạn. Nhưng mà cái vấn đề mà nó ăn sao, ăn cái gì cho mau lớn thì mình sẽ quay cho các bạn xem. Thì đây là cám nha các bạn, cám gạo á, cám trà lúa á. Thì khi mà ốc mới nở ra như vậy thì các bạn lấy một ít vậy thôi nha các bạn. Các bạn gãi lên đi, các bạn gãi lên trên cái mặt nước của thùng xốp nè. Đó. Rồi nó ăn thì để khoảng vài tiếng nữa nó sẽ tự động nó nổi lên mặt nước và nó ăn cái ba cái cám này nha các bạn. Thì nói chung nó ăn cám thì các bạn sẽ theo dõi nó, các bạn thấy nó phát triển rất là nhanh, chỉ trong 3-4 ngày thôi là nó khi mà nó mới nở ra cái chút ép vậy thôi. Đó, mới nở ra chút ép vậy thôi nha, thì các bạn cho nó ăn cám trà lúa
thì trong 3 4 ngày sau thì các bạn thấy cái tốc độ nó phát triển rất là nhanh. Đó, rất là nhanh. Chẳng hạn như mấy con dưới đây. Nó chỉ 4 5 ngày tuổi thôi mà nó phát triển rất là nhanh luôn các bạn. Các bạn thấy nó phát triển rất là nhanh và gõ nát luôn á. Nó đang chút xíu vậy nè, các bạn cho nó ăn cám đi. Các bạn bổ sung cám gẹo, cám chà lúa nè. Vô cho nó thì nó sẽ ăn và nó phát triển rất là nhanh luôn nha các bạn. Rất là nhanh luôn. Thì đây đây là khi mà nó nở ra nè, nó nở cái bé thiếu vậy nè, bé xí bé thiếu vậy nè. Đó, thì nó di chuyển xuống nè các bạn. Đó, nó di chuyển từ từ xuống rồi các bạn bổ sung cám vô cho nó ăn nha. Bổ sung vô đi. Rồi nó phát triển rất là lẹ. Phát triển là khoảng 3 4 ngày nó phát triển như con ốc đen dưới đây nè. Đó, 3 4 ngày là nó phát triển như vậy nha các bạn. Đó. Thì đơn giản là thôi nha các bạn. Đó, nó đang di chuyển xuống nước nè. Nó di chuyển từ từ xuống đó các bạn. À, sau khi nó di chuyển xuống nước thì nó sẽ tìm thức ăn liền à, để cho nó phát triển. Thì ngoài các bạn bổ sung bèo cám với bèo tây thì các bạn cho nó ăn cám thì nó phát triển rất là lẹ. Chỉ trong 3 4 ngày các bạn thấy nó phát triển là các bạn thấy rõ liền. À, chẳng hạn như mấy con này nè, nó cũng 4 5 ngày tuổi rồi, nó phát triển rất là lẹ luôn đó các bạn. Đó, thì nó từ cái ổ trứng nó sẽ di chuyển ra đó các bạn. Cái ổ này là ổ này nữa, nó cũng nở 100% luôn nè. Và cái ổ này nó cũng nở gần như 100%. Thì mình giờ mình biết là nó nở là gần 100% luôn á. Cái ổ này thì chắc cú 99% luôn. Đó, con ốc này nó đi di chuyển từ từ, nó di chuyển xuống mặt nước nè các bạn ạ. Đó, thấy các bạn thấy nào? Đó, nó bò từ 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 ra. Các bạn nên nhớ nha, khi mà ốc nó nở cỡ như vậy rồi thì các bạn cho bổ sung cám vô cho nó ăn nha, thì nó tốc độ nó lớn rất là nhanh, rất là lẹ luôn. Đây mình mới bỏ ra là nó đã ăn cám rồi nè các bạn thấy nó ăn không? Đó, để mình zoom lên cho các bạn xem. Đó, nó đang ăn cám trên mặt nước đó nha các bạn. Thì nói chung các bạn còn thắc mắc cái gì thì các bạn cứ comment để bên dưới, thì mình nếu mình biết mình sẽ giải đáp cho các bạn nha. Cho các bạn mình cùng nuôi con ốc bu đen cho nó có hiệu quả. Nói chung thì mình đam mê thôi nha các bạn. Đó, con ốc nó di chuyển xuống nước rồi nha các bạn. Đó, nó di chuyển từ từ xuống mặt nước đó các bạn. Rồi nó đi xuống nước luôn rồi đó. Giờ chuẩn bị nó bơi lên ra mặt nước nè. Thì đây có một con ốc bự cũng đang bắt đầu ăn cám đó các bạn ơi. À, đây một số con là nó chuẩn bị bắt đầu nó nổi lên mặt nước nó ăn cám. Tại vì cám này rất là thơm. Cám chà lúa này nó thơm lắm nha các bạn. Ốc nó rất là thích.
cái ổ này là ngày mai nó nở hết luôn nha các bạn. Đây, dưới đây nó còn rất là nhiều luôn nè. Nó nằm dưới đấy các bạn. Hôm qua mình cho nó ăn bánh mì á, nên cái video trước mình có quay cho các bạn rồi, nó ăn bánh mì nó ăn hết luôn rồi nha các bạn. Rồi bây giờ mình xin kết thúc video tại đây nha các bạn. Chào tạm biệt các bạn nha.